Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn kết nối Vietmap V3 gắn trong. Vì lý do là một số khách hàng là họ không có kết nối được do là gắn vô trước. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn kết nối trước khi là gắn vô thì nó sẽ dễ hơn là mình gắn vô xong rồi sau đó mình mới kết nối. Thì Vietmap V3 thì đang bán tại Kim Long mà giá 1.990.000. Thì nó đang tặng là kèm theo là Vietmap Pro, bản đồ dẫn đường 2 năm. Thì đầu tiên người ta khởi động cái Vietmap V3 lên thì mình đề cái nút này. Thì khi mà chưa kết nối thì nó sẽ hiện là giờ, ngày và nhiệt độ. Thì thông thường là theo hướng dẫn, quý khách thì đọc theo hướng dẫn sử dụng nó sẽ chi tiết hơn. Thì bật nguồn thì kết nối với cảm biến gắn ngoài ở đây. Ở sau đây là ký hiệu của cảm biến: trước trái, trước phải, sau trái, sau phải, có nghĩa là mấy cái bánh của mình, bánh xe của mình. Thì đầu tiên á, khi mà kết nối thì ta để yên cái nút này, để yên nút này để kích hoạt kết nối đó. Khi mà thiết bị mà kêu một cái tiếp thì sau đó là ta tiến hành kết nối để cho dễ dàng và trực quan hơn á, thì mình tải app Vietmap Live về. Sau đó mình rút lên mình kết nối với thiết bị V3, đó là mình chặn với hub, thì mình chặn với Bluetooth thì đồng ý thì mình bật Bluetooth lên. Mình bật Bluetooth lên đã, rồi sau đó mình vô lại. Giờ mình sẽ thấy V3 đây, mình ấn vô kết nối. Thì chưa kết nối thì nó sẽ cảnh báo là mất tín hiệu. Thì sau đó là để dễ theo dõi là có kết nối được hay chưa thì ta ấn vô đây ha. Mình ấn ở đây để cho nó nhìn trực quan hơn, thì đây cho các bạn nhìn trực quan. Rồi, cái này thì mình để lên đây. Mình nhìn nó trực quan hơn. Chưa kết nối thì ta không thể ấn mấy cái này, thì mấy cái này nó không có hoạt động, nó không có báo hiệu gì luôn. Thì đầu tiên ta kết nối, để kích hoạt kết nối thì mình sẽ tháo ra. Sau đó mình tháo cục pin này ra nè. Thì khi mà mới mua về á, là pin chưa gắn vô, thì mình gắn vô là mình phải chọn dấu cộng là trên chiều đây ha. Mình ấn vô, khi mình tháo ra ấn vô á thì tín hiệu nó sẽ nhận. Còn nhiều trường hợp mà mình gắn cái bánh xe luôn rồi á, thì mình không thể nào tháo pin ra mà mình kích hoạt bằng một cách bơm xả thì nó rất là khó nhận tín hiệu hơn so với mấy thiết bị trước đó. Ta dặn vô lại ha. Rồi mình dặn nó vô bình thường thôi. Rồi ta lại tiếp tục kết nối những cái bánh tiếp theo. Mình kết nối trước sau đó mình mới đây kết nối xong rồi. Khi mà chưa kết nối được một bánh này nó sẽ tín hiệu đây đó, mình cũng tháo pin ra ha. Đó, sau mình đẩy pin vô lại, đợi chút. Đó, nó sẽ nhận tín hiệu, nó báo ở đây luôn. Thì mình kết nối hết 4 bánh. Thì sau đó mình mới gắn vô xe thì nó sẽ nhận tín hiệu luôn. Khỏi cần mất công mình làm tới làm lui, rồi nhiều khi phải tháo bánh ra làm lại, nó rất là mất thời gian. Rồi, không vô. Rồi, nhận tín hiệu. Rồi, mình dặn cặt vô nha. Cái này mình dặn cặt vô, thì đây mình làm thì mình dặn sơ sơ thôi chứ. Tiếp tục
cái này thì cũng dễ, tháo ra, tháo ra gắn vô, nhận tín hiệu rồi. Sau phải đã nhận đủ 4 bánh thì ở đây thì mình chưa bơm thì nó hiện là 0 PA, 32 độ C này nọ, thì khi mà bơm lên thì nó sẽ hiện lên PA. Cái này thì ví dụ như mình muốn đảo lớp, đảo bánh này qua bánh kia thì mình chọn vô đảo lớp ha. Còn mình cài đặt trong này thì cài đặt áp suất lớp tối đa thì có thể cài đặt trong này tối thiểu là trên này, nhiệt độ nó sẽ cảnh báo là trong này, mọi thứ trong này hết. Thì âm báo biết trên hút khi mà nó tín hiệu của nó bị mất tín hiệu nè. TMT trên màn hình chính có nghĩa là xài áp lực map line này, nó hiện cái này, hiện cái OUU nhỏ nhỏ này trên cái màn hình này cho mình đó. Thì sau này cái này là mình đã hướng dẫn xong các bạn ha. Còn kết nối thêm một số phụ kiện khác thì mình vô hôm nay mình dò kết nối thì có phụ kiện khác mình vẫn kết nối. Cảm ơn các bạn, đây là mình kết nối xong rồi thì mình gắn cái bánh xe là tự động nó sẽ lên thôi, chứ mình gắn xong rồi mình kết nối rất là khó.